Còn bây giờ như thường lệ bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chương mục Bạn Có Biết. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tục xuất hành đầu năm. Thanh Ngọc biết không, vào ngày đầu xuân thì người Việt Nam chúng ta thường hay có tục xuất hành. Xuất hành là đi ra khỏi nhà vào ngày đầu năm để mong tìm sự may mắn cho mình và gia đình. Khi mà xuất hành thì người ta thường hay chọn vào ngày giờ và cũng như là phương hướng nào tốt để có thể gặp được quý thần, tài thần và hỷ thần. Dạ, đúng rồi. Trước khi xuất hành á, thì lúc nào chúng ta cũng phải tìm hướng cho tốt hoặc là cái tuổi phù hợp để xuất hành. Các điểm đến quen thuộc trong chuyến xuất hành đầu năm thường là chùa, đền hoặc là đi chúc Tết các bậc huynh trưởng, thân quyến hay là bằng hữu.